khách đang mua cái bánh sô kêu. Anh đang làm bánh này, quay bánh sô kêu. Đây, những bạn mà để tò mò tới ăn bánh sô kêu, gọi là bánh hình con cu đó các bạn. Đây, bánh đã xong. Bớt lại. Đây là công đoàn làm bánh sô kêu của cái quầy bánh. Đấy, tôm ớt này đủ không? Đây. Tôm chả rồi. Tôm chả rồi. Thì đang quyết dọc. Lỡ rồi. Bánh điện. Mayonnaise anh? Mayonnaise không? Cái gì? Mayonnaise. Thì đang đổ bột. Đổ rồi. Mua gì chị, một hộp nhé, hai cái bánh kêu luôn. Anh nói đi. Mà đâu có bao nhiêu con thôi. 60 ngàn. Sau khi kết thúc lễ hội ẩm thực lần thứ 12, các đơn vị nha ngàn từng trả lại nguyên trợ mặt bằng và vật dụng cho sau khi nhận sự xác nhận. Một cái bánh sô kêu là bao nhiêu tiền em? Dạ, 30 ngàn rồi. Các đơn vị mới được ra lò. Đây, tụi tôi đang ăn bánh sô kêu. Mẹ anh kêu đi. Hình thù rất là lạ. Rất là tò mò, là đang làm bánh bạch tuộc. Tên nước ngoài bánh này gọi là bánh gì chị ơi, chị nãy chị nói? Takoyaki. 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 Cái đèn lồng có ghi đó. Bánh này xuất phát từ nước nào chị? Nhật Bản.
Đấy, em thử cho chị. Nó dính. Đây là chị đang dùng cái đĩa để thắp những phần bột dính vô với nhau. Rồi cái bánh đang chín. Phần có nấu đi. Đúng rồi chị. Phần có nấu. Phần có nấu. Tôi để làm bánh mới ra. Bánh đi. Bánh mới ra lò cái bỏ luôn. Kem xếp lớp hương vị rất là ngon. Kem nào? Vị dâu và vị xoài. Không qua đây. Con vị dâu. Con dâu hay xoài? Ăn thử đi anh, ở ngoài chưa có. Dâu bạc luôn hả? Kem hả? Ăn nữa sẽ được. Dùng thử đi anh này, cố đi dùng thử. Ngon. Nước ở đây nè. Rất là ngon. Dùng thử đi chị. Dùng thử đi anh chị. Cái nhiều à? 30.000. Cái đồ nhà đó đó. Đó là phải à. Rồi, còn 30.000 thôi. Ba nhục rất ngon, chất lượng con. Ăn là sẽ thấy tết nè. Các bạn về mua ha. Đúng rồi đi à. Chỉ có 30.000 thôi. Là cái bánh su kiêu xuất phát từ Thái Lan hay Nhật Bản ở đây.